Rồi sau khi xong tới đây rồi thì chúng ta đứng tại mặt phẳng led, đứng tại mặt phẳng led, tức là nhìn từ trái qua. Led nha, led từ trái qua như thế này nè, nhớ nha, led nhìn từ trái qua, nhìn một mặt phẳng 2D. Rồi vẽ line, vẽ line vẽ như sau nè, chúng ta nhìn cái hình này nè, mình án chừng cái lưng tựa của cái ghế nó tới đây nè, tầm tới đây nè, số 1, số 2 nha, cái số 1, cái số 2 xong rồi xuống dưới đây. Xuống dưới đây thì mình giữ trục, mình cho nó giữ trục, mình bo tròn nó một cái luôn, mình vẫn giữ nó lâu chứ thì nó sẽ bo qua rồi tới đây đó. Thì nói chung là vẽ được một cái khung như thế này đó, thì là làm lại lần nữa nè, line nè, số 1, số 2, số 3 đó, như vậy nha. Sau đó qua bên modify chọn vô tới là điểm, cái điểm này nè, từ phải chọn smooth cho thầy, smooth là tròn trơn á, smooth là tròn trơn nè, mình vẽ lại cho nó. Đó. Chỗ này thì mình sửa lại đường cong cho nó nè, nó mà thấy ổn rồi thôi, còn không mình bao nhiêu nữa nó chạy đó, và đúng là tổng thể của nó đó. Tức là mình sẽ có hai cái hình này là vô đó, cái profile của nó nè, nét nét của nó là như vậy nè. Thì sau khi vẽ xong á, nếu mà chúng ta thấy cái này nó hơi bị gãy gãy á, thì chúng ta trở về phần trên cùng, nó có cái phần là interpolation á, chúng ta tăng cái step lên, tăng cái step lên thì nó sẽ tròn hơn nè, nó sẽ tròn hơn rồi, nó bo tròn, nó mềm mại, nó không có gãy khúc nữa đó. Nói chung là vẽ cho thầy cái phần tới đây cho thầy, mặt phẳng led nhìn từ trái sang nghe hình như thế này, là thầy luôn như vậy.